Chào mọi người nha. Nãy mình có livestream một cái video để mà xem cái cách gieo hạt cúc bảy màu dòng Indo. Thì thật ra là dòng Indo cũng như là cúc bảy màu bình thường thôi, cách gieo như nhau. Nhưng mà vì là cái dòng Indo nó được gieo trước cho nên mình livestream cho mọi người xem. Tuy nhiên cái video mà livestream như vậy thì nó sẽ rất là dài, dài cực kỳ luôn. Mọi người coi sẽ ngán và mình làm một cái video phụ thêm để mình edit lại cho nó ngắn, cực kỳ ngắn để mọi người có thể xem cho nó đỡ ngắn và đầy đủ cái nội dung, đầy đủ cái thông tin. Cúc bảy màu, cúc in dặn dòng Indo nha mọi người. Bữa nay là ngày 15 tháng 10 ở anh không lộn 15 tháng 9 ở quê mình rồi, cho nên là chú ổng bắt đầu gieo cái cúc Indo cho để ít bữa chuẩn bị bán Tết đó mọi người. Ở đây là cái gọi là hạt cúc đã được ngâm rồi, trộn chung với cát để mình rắc cho nó đều á đó. Chào mọi người nha, bữa nay mình có phát trực tiếp cái video quay gieo hạt cúc cho mọi người xem. Thì mình cũng quay thêm một cái video nữa để cận cảnh hơn. Cái video phát trực tiếp kia là nó nằm ở kia kìa, đó. Còn cái video này thì nó sẽ trực tiếp rõ ràng hơn về cái cách gieo. Có nghĩa là khi là mình làm đất là mình phải để khô hay là mình làm ướt trước chú? Mình để khô chứ. Mình để khô như vậy hả? Mình gieo xong rồi mình rễ đất lên cho đã, rồi rễ trống lên xuống nước. Có nghĩa là bây giờ là chú rễ hạt đúng không? Rễ hạt. Rồi tí nữa là chú rễ gì? Rễ đất lên trên. Rễ đất lên trên. Mỏng ít thôi. Dạ. Rồi cái rồi rễ trống lên xuống nước. Rễ trống nữa? Ừ. À. Cái rễ trấu là năm nay mới làm hay là mấy năm trước là chú đã làm rễ trấu rồi? Tại vì mấy năm trước là mình đốt được đất. Được đất hả? À, có nghĩa là mình làm đất xong mình phủ rạ lên mình đốt. Dạ. Rồi năm nay làm trong nhà lý là đốt không được, cho nên mới rễ trấu. Dạ. Giới thiệu với mọi người nghe là chú gieo cho mình là cái rọ bên kia, cái rọ bên này. Chú gieo cho mình. Còn chú gieo cho chú là cái rọ bên này. Hai chú cháu mỗi người mấy rò. Cho nên mọi người nhớ đặt gạch, đặt đá đồ trước để mình chia ngang chia phần cho mỗi người, chứ không là đặt gạch muộn quá là coi như là mất phần nữa. Rồi có nhiều người phản ánh với con á là khi mà gieo á là khó giữ cái cây. Ý là cũng lấy hạt của mình đó chú, rồi gieo rồi nói là bảo là khó giữ cái cây quá. Phải có thuốc bơm cho nó chứ. Phải có thuốc à? Thuốc chống nũng. Chống nũng. Chống lỡ của rễ. Chống nũng, chống lỡ của rễ. Chống bụng cây con. Chống bụng cây con. Rồi có xịt thêm mấy dưỡng gì đó, phân gì đó không chú? Có phân tứ cho nó nhưng mà có sao bảy ngày tính lần. Có nghĩa là từ lúc gieo này nè, tới cử phân đầu tiên là bảy ngày hả? Ừ. Bảy ngày rồi 15 ngày. Bảy ngày 15 ngày hả? Là đâu? Là tưới kiểu gì chú? Hòa phân vô trong xoa. Trong xoa hả? Là tưới lên trên đầu. Tưới lên. Là phân là phân ure. Ure hả? Ừ. Đạm Phú Mỹ đó. Đạm Phú Mỹ. Phân ure đạm Phú Mỹ. Có một số người họ cũng thấy nó tốt quá cái rồi. Họ muốn cho nó mau lớn á, họ cũng hòa phân họ dứt một cái là nó đi nguyên rò luôn. Khách lấy hạt của mình đó chú. Ừ. Nha. Cái bạn đó bạn ở đâu ta? Bạn ở Tây Ninh. Cái bạn cũng lấy ở mình cũng mấy túi á về bằng gieo rồi. Bằng gieo rồi. Đó là được 4 lá thật rồi. 4 lá thật luôn nha. Cái bạn quậy phân bạn tưới một cái nó theo ông theo bà. Là nói với họ cái lượng phân. Cái lượng phân đúng không chứ? Phân là một muỗng canh đó. Một muỗng canh.
quà cho cái xoa là trả ra cái xoa là 8 lít nước, một muỗng canh ure á. Ure là phân hộc hộc trắng trắng á, đúng không chứ? Phú Mỹ đó. Phân ure đạm Phú Mỹ hả? Đạm Phú Mỹ đó, họ là mình kêu ure đó. Dạ, đạm Phú Mỹ là ure là ok. Là một muỗng canh thôi. Một muỗng canh cho 8 lít nước. 8 lít nước. Rồi, tới xăm. Tới xăm rồi cái lấy nước lạnh tưới lại lên. Có nghĩa là mình xoa lên đào. Ừ. Cái xong cái mình đổ nước vô trong cái xoa, mình xoa lại. Xoa lại. sau khi gieo xong, rễ hạt xong rồi bây giờ rải một lớp đất mỏng lên đây đó. Trời, mưa giúp vô bão luôn á. Mưa giống như bão á. Trấu là mình sẽ trấu cũ á. Ý là trấu là phải cũ hả? À. Chứ trấu mới không được hả? Trấu mới là lúa. Lỡ lúa là nó có cái cây lúa nó mọc rồi. Trời. Là mất mình, mất công mình đi, mà nếu mà mình nhổ cây lúa thì nó lỡ cây cốc của mình. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. À, cháu cũ. Cháu mà nó họ bị ướt lâu rồi đó. À dưới đó. Dạ. Cho nó khỏi có hột lúa chứ không lúa nó mà. Nó mọc đầy là coi như mình nhổ cây lúa là nó lên luôn cái cây cốc. À, dạ. Anh em xem rồi thì có thể sau này xem lại, mình làm một cái video khác, mình edit cho nó ngắn hơn. Chứ cái video trực tiếp này nó tới dạ, nó tới tiếng mấy, tiếng rưỡi anh em coi sẽ ngắn. Nếu mà sau này anh em muốn xem lại kỹ thuật đó thì có thể xem một cái video khác. Mặc dù cũng rất là bận rộn nhưng mà mình sẽ cố gắng về tối nay mình edit luôn cho anh em xem. Cái video nó ngắn hơn. À, rắc như vậy hả chú? Ừ. Cái rắc này là nó sẽ dày hơn cái dạ hơn đất. Đất. Ừ. Dạ, trấu thì nó dày hơn. Mình rắc vậy là để sau này nó giữ cái cổ của rễ. Nó đỡ cỏ nè. Đỡ cỏ. À. Nó khỏi ngã cây, nó khỏi tưới nước rồi nó khỏi dập. Dạ. Nó khỏi dễ mặt đất. Dạ. Không có bị dễ đúng không chứ? Dễ mặt đất. Hậu kia là bác bên kia là mình đốt được đó. Dạ. Đốt được cái lớp tro. Cái mình rễ hột lên thôi. Dạ. Mình lấy ra mình tủ tay mình chặn cho gió đừng có bay to. Dạ. Ở đây thì thâu khỏi túi rạ. Dạ. Khỏi túi rạ đúng không? Ừ. À, nếu không là mình phải lấy rạ mình tủ. Ừ. Còn mình dùng cái này thì mình không cần túi rạ. Không cần túi rạ nữa. Dạ. Mua lấy hết sức. Trong khi đó hoa Quảng Ngãi mình có rất là đẹp, có số có má ở cái bản đồ Việt Nam mà lại không mua không lấy để gọi là đầu tư cho bà con nông dân. À, mình cũng nói ít đó nha mọi người, nói nhiều quá cũng không có tốt lắm. Ở kia này đó, mọi người sẽ thấy là chú sẽ lấy tro cho đó. À, cháu chứ, chú sẽ mang qua đây. Mạnh quá thì cái lực nó trâu rồi đúng không chú? Còn nếu mà yếu quá thì lao đúng không? Là mình chứ không phải là mình găm nó xuống đúng không? Không. Mọi người xem đây chim đây giờ chú đi qua đó mọi người sẽ thấy rõ hơn.
Thì khi tưới là mình sẽ để cái vòi nó ở dưới, cái rồi nước nó dâng lên trời nó rớt xuống, chứ không phải là mình cắm cái vòi cho nó sôi cái lỗ. Đó mọi người có thể thấy được cái vòi sen mà ông chú ông cầm đó, đó. Tại vì mình có quay một cái video khác nữa để mình edit lại cho mọi người xem, cho nó ngắn ngắn thôi. Thì nếu mà tối nay á, mọi người mà có xem kênh của mình á, là sẽ xem được cái video mà mình edit lại, thời gian nó sẽ ngắn hơn, chứ nó không có giống như cái video mà mình livestream. Video livestream nó hiện tại giờ cũng được gần tiếng rưỡi rồi đó. Thì đó, cái công đoạn từ đây mà về trên đó mà trời mưa cực đó ngàn chú, nhưng mà rất là cực đó, nhưng mà vì đam mê ngang y sự nghiệp nha. Alo. À sao anh? Anh đã đâu lận? À. Cúc Indo hay là cúc nóc keng ta? Nóc keng em gửi rồi, em gửi rồi. Dạ. À. Cái này là Indo nghe anh, cái em là đang livestream cái Indo đó. Dạ Indo nó thời gian nó lâu hơn cho nên là mình ưng trước. Dạ 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 rồi ok anh ha. Rồi rồi em gửi rồi đó nghe. Dạ 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 dạ. Cái anh kia anh thấy mình là đang livestream ưng giống đó chú. Cái anh hỏi là gửi giống cho anh chưa? Gửi rồi. Thì cái cách tưới thì cũng mọi người có thể tham khảo nha. Cách tưới là sau khi tưới xong là xong rồi đó, đúng không chú? Là không còn gì nữa đúng không? À ông chú làm gì dưới đây? Có nghĩa là bây giờ là sau khi đã tưới xong là xong rồi nha mọi người. Thì coi như là cái video này là mình cũng kết thúc cái phần là ươm giống. Rồi 4 đến 7 ngày sau mình sẽ review lại cho mọi người xem hạt nó nảy mầm rồi. Anh em bạn bè mà cần giống thì nhớ gạch đá rồi ném cho mình trước nha. Giờ cũng kết thúc cái video nha anh em. Là xong. Dạ xong rồi đúng không chú? Xong rồi đúng không? Dạ dạ dạ. Thôi kết thúc nha mọi người.